Chào bạn, quay trở lại với chơi đồ của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái PB Scramble của mình. Đây, Scramble đây, 12:75 đây. Bạn có thể thực hiện theo mình nhé. Thì cái Scramble này, mình có một cái solution khác cơ. Nhưng mà tự nhiên mình đã quên mất cái solution đấy rồi. Đấy, khá là buồn cười, quên mất rồi. Cuối cùng là mình lại phải lấy tạm một cái solution khác vậy. Mọi người thông cảm nhé. Thì nếu bạn nào mà có cái solution mà nó hợp lý hơn, nhanh hơn cái solution này thì bạn ấy comment dùm mô tả cho mình. Và mình giải thì cũng không phải là quá là đẳng cấp hay là pro gì cả, nên mong bạn thông cảm nhé. Thì đầu tiên mình sẽ thấy có cái trường hợp này, mình sẽ hoàn thành để có thể đưa cross vào. Tiếp tục mình sẽ đưa con này xuống, sau đó mình đưa này, cặp này để chuẩn bị hoàn thành cross và mình đưa cái này xuống như bình thường thôi. Rồi mình đã xong cross rồi. Sau đó mình sẽ làm phần F2L. Đầu tiên mình thấy có hai cặp này ngay trước mắt mình luôn. Mình sẽ nối hai cặp này với nhau. Sau đó mình sẽ thấy có một cặp mà nó ngay trước mắt mình tiếp luôn. Mình sẽ tiếp tục đặt vào. Và một trường hợp này. Sau đó mình sẽ đưa cặp này vào và hoàn thành F2L. Sau đó mình sẽ thấy ORL có một trường hợp mà nó khá là đơn giản, thì mình sẽ hoàn thành nó như này. Và rồi sau đó nó sẽ dẫn mình đến một trường hợp T-perm của PLL. Mình có thể hoàn thành nó cực kỳ đơn giản và cực kỳ nhanh. Theo mình ý, cái trouble này thì nó cũng không hẳn là quá nhanh đâu, nhưng mà cái nhất đấy là nó nhanh nhất là ở cái T-perm. Các bạn thì tăng TPS bạn lên đấy. Thì mong các bạn thích với cái PB này. Và nếu bạn nào có solution khác thì mình các bạn thì comment dưới mô tả cho mình biết nhé. Thì mình có thể biết được cái solution đó, mình có thể rút kinh nghiệm cho những cái solution sắp tới. Thì đây là một cái Scramble. Nó sẽ đơn giản đối với những bạn nào mà kiểu pro ấy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn. Bye bye.